Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào các con. Ở bài học ngày hôm trước thì cô và chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cô làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến phần kiến thức đó. Nào, bài tập số 1 như sau. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm. Nào, ở đây người ta đã cho độ dài của một cạnh rồi, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ ôn lại một chút liên quan đến công thức, đấy là gì? Tính diện tích xung quanh thì sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 4. Mà một mặt của chúng ta thì sẽ là diện tích của một hình vuông, đúng không nào? Vậy thì diện tích một mặt sẽ bằng cạnh nhân với cạnh, sau đó nhân với 4 thì chúng ta sẽ ra diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần thì sẽ bằng diện tích một mặt nhân với 6 và bằng cạnh nhân 6. Bây giờ áp dụng công thức này để chúng ta thực hiện cho cô bài tập số 1. Ở đây chúng ta biết độ dài cạnh là 2m 5cm. Chúng ta sẽ quy đổi cho cô về đơn vị là mét. Nào, đầu tiên chúng ta đổi 2m 5cm. Đổi về mét thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? À, bằng 2,05 mét. Đúng không nào? Từ cm về mét chúng ta phải chia cho 100. Vậy 5 sẽ phải đứng hàng phần trăm. Rồi, sau khi thực hiện đổi xong, bây giờ tính cho cô diện tích xung quanh của hình lập phương. Là cạnh nhân cạnh nhân 4, đúng không nào? Tức là 2,05 nhân 2,05 nhân 4. Hai cái này nhân với nhau chính là diện tích của một mặt, đúng không nào? Và các con thực hiện tính toán nhanh cho cô phép tính nhân này. Sau khi tính xong thì cô sẽ có đáp án bằng 16,81 đơn vị mét vuông. Đây chính là diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2m 5cm. Thế còn diện tích toàn phần thì sao? Diện tích toàn phần của hình lập phương là chúng ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân với 6, đúng không nào? Một mặt, diện tích một mặt nhân với 6. Và thực hiện tính toán thì cô sẽ ra đáp án bằng 25,215 đơn vị mét vuông. Đó, thì đây chính là bài tập đầu tiên. Các con nhớ chưa nào? Công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương thì cô cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Đó, thì nhớ cho cô là khi mà có độ dài cạnh như thế này thì chúng ta phải quy đổi về một đơn vị, sau đó chúng ta mới tính toán. Đây chính là bài tập đầu tiên. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 2. Các con quan sát đồng thời vào sách giáo khoa của mình cho rõ này. Mảnh bìa nào dưới đây có thể gấp thành hình lập phương? Ở đây cô có tất cả là 4 mảnh bìa tương ứng với 1, 2, 3 và 4 hình đây. Được chưa nào? Và cô thấy là gì? Đối với tất cả các hình này thì đều có các cạnh có độ dài là 1cm giống nhau. Thế bây giờ người ta muốn hỏi xem là trong những mảnh bìa này, mảnh bìa nào có thể gấp trọn vẹn thành một hình lập phương như chúng ta đã được học. Bây giờ quan sát vào hình số 1 cho cô. Nhớ cho cô hình lập phương thì sẽ phải có các mặt bên và các mặt đáy, đúng không nào? Thế bây giờ hình số 1, cô có một dãy 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 cái hình vuông nối lại với nhau như thế này. Nối thành một đường thẳng luôn. Vậy theo các con thì chúng ta có thể gấp 6 cái hình vuông mà nằm trên cùng một mặt phẳng như thế này thành một hình lập phương hay không?
Các con có thể sử dụng bằng cách là chúng ta cắt giấy này, rồi chúng ta gấp thử. Hoặc chúng ta có thể nhìn trực tiếp vào đây và chúng ta thấy nếu chúng ta gấp cuộn lại với nhau, đúng không nào? Thì sẽ có một số hình bị đè lên. Và chúng ta thấy là khi mà gấp lại thì chắc chắn là cái hình này gấp xong sẽ không có hai mặt đáy. Có đúng không nào? Đây là một mặt phẳng chúng ta gấp lại với nhau thì chắc chắn là sẽ không có hai mặt đáy để úp vào rồi. Cho nên hình số 1 này không thể gấp thành hình lập phương. Có đúng không nào? Sang đến hình số 2. Hình số 2 thì ở đây cô thấy có hai hàng. Hàng ở dưới có 4 hình vuông, hàng ở trên có 2 hình vuông. Vậy giả sử như bây giờ 4 hình vuông ở dưới, chúng ta có thể hình dung là khi chúng ta gấp lại nó có thể thành 4 mặt bên của một hình lập phương. Đúng không nào? Thế còn hai cái hình này sao? Nếu chúng ta gấp lại mà chúng ta gấp cái hình này xuống này, hai cái hình vuông ở phía trên gấp xuống thì nó lại bị trùng vào nhau. Tức là chúng ta không có mặt đáy ở phía dưới và chúng ta đang có hai mặt đáy phía trên. Đúng không nào? Trùng với nhau. Đó, cho nên là ở đây chúng ta nếu như gấp 4 hình vuông ở phía dưới lại với nhau thành các mặt bên thì gấp 2 hình vuông phía trên lại thì sẽ bị trùng vào một mặt đáy và mặt đáy phía dưới chúng ta không có. Đúng không nào? Vậy hình số 2 này cũng không thể nào gấp thành hình lập phương được. Sang đến hình số 3. À, hình số 3 cô thấy là gì? Có một hình vuông phía trên này, 4 hình vuông ở giữa và một hình vuông ở phía dưới. Vậy đối với cái hình này thì chúng ta lại tưởng tượng cho cô là gì? 4 hình vuông ở giữa này chúng ta có thể gấp lại thành 4 mặt bên của một hình lập phương. Có đúng không nào? 4 mặt. Thế còn hai mặt phía trên, hai mặt đáy này, phía trên và phía dưới thì chính là hai cái hình vuông này. Đúng không nào? Khi chúng ta gấp lại thì chúng ta úp lại với nhau thì cô thấy là hình số 3 này chúng ta có thể là gì? À, chúng ta có thể gấp thành một hình lập phương chứ nó không giống như hình số 2. Khi chúng ta gấp hai cái hình vuông này lại nó sẽ bị đè lên nhau, tức là đè lên nhau và tạo thành một mặt đáy ở phía trên thôi, còn phía dưới là không có, đúng không nào? Rộng. Đấy. Thế thì hình số 3 có thể gấp thành hình lập phương này. Thế hình số 4. À, hình số 4 thì chắc chắn là có thể gấp thành hình lập phương rồi. Nó chính là hình gì nhỉ? Khai triển của một hình lập phương chúng ta đã được học, đúng không nào? 4 mặt này là 4 mặt bên này. Hai mặt này úp vào sẽ tạo thành hai mặt đáy, đúng không nào? Và tất cả các mặt thì đều là các hình vuông bằng nhau. Vậy là ở trong bài tập số 2 thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ có hai mảnh bìa số 3 và mảnh bìa số 4 có thể gấp thành một hình lập phương, còn mảnh bìa số 1 và số 2 thì không thể, được chưa nào? Đó, thì đây chính là bài tập số 2. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 3 nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 3. Bài tập này yêu cầu chúng ta đúng thì ghi chữ D, còn sai thì ghi chữ S. Và ở trong hình này cô có hai hình lập phương, đúng không nào? Hình lập phương A sẽ là hình lập phương có cạnh dài 10 cm. Hình lập phương B có cạnh dài 5 cm. Và ở đây chúng ta có tất cả 4 khẳng định A, B, C và D liên quan đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hai cái hình lập phương này. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là tính cho cô diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình A và hình B. Nào, đối với hình A thì sao? Trước tiên tính cho cô diện tích xung quanh. Hình lập phương A thì có diện tích xung quanh sẽ là nào? Cạnh là bằng 10, vậy diện tích xung quanh sẽ là 10 nhân 10 nhân 4, kết quả bằng 400 cm vuông. Đúng không nào? Diện tích toàn phần của hình A sẽ lấy cạnh nhân 6, đúng không nào? Và bằng 600 cm vuông. Thì đây chính là hình lập phương A. Đối với hình B thì sao? Hình B thì cạnh bằng 5 cm, vậy diện tích xung quanh sẽ là cô lấy cạnh nhân 4 và kết quả là bằng 100
cm vuông. Được chưa nào? Tiếp theo, diện tích toàn phần thì sao? Cô lấy cạnh nhân 6, đố nào và kết quả bằng 150 cm vuông. Rồi, vậy là chúng ta đã tính xong diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hai hình lập phương A và B. Thế bây giờ quan sát vào câu A cho cô. Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B. Nào, diện tích xung quanh của hình A là 400, diện tích xung quanh của hình B là có 100 thôi. 400 chia cho 100 thì phải là gấp 4 lần, đúng không nào? Mà ở đây người ta bảo gấp có 2 lần thôi, vậy thì đây sẽ là khẳng định sai, chúng ta ghi chữ F cho cô. Câu B, diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B. Đây mới là khẳng định đúng, đúng không nào? Gấp 4 lần, 400 chia cho 100. Đây là khẳng định đúng với chữ D. Câu C này, diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích toàn phần của hình lập phương B. Nào, quan sát diện tích toàn phần của hình A bằng 600, hình B là 150. 600 chia cho 150 thì chúng ta phải ra 4 lần, đúng không nào? Mà đây người ta kết luận có 2 lần, vậy đây là khẳng định sai. Câu D, diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích toàn phần đấy của hình lập phương B, vậy đây mới là khẳng định đúng. Được chưa nào? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được bài tập số 3. Nhớ cho cô, đối với những bài tập này thì chúng ta cứ đi tính toán cụ thể diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình, sau đó chúng ta mới so sánh. Được chưa nào? Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng mình đã cùng nhau đi làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Về nhà thì các con sẽ ôn lại toàn bộ bài tập ngày hôm nay cũng như là bài học ngày hôm trước để chúng ta nắm chắc cho cô công thức này nhé. Hẹn gặp lại chúng mình ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.